A Đảo công khai phản đối Aga và nhóm Funro Lưu Vong buôn bán trục lợi tự do tôn giáo ở Mỹ. Mới đây, A Đảo, cựu thành viên rô, từng tham gia tổ chức phản động Hội Thánh Tin Lành Đấng Chris công khai tố cáo Aga, Nguyễn Đình Thắng và đồng bọn mạo nhận lợi dụng hình ảnh tên tuổi của A Đảo để trục lợi tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do tôn giáo quốc tế ở Mỹ, Hội nghị IRF 2022. Không chỉ Dương Băng Rôn lên án, ông ta còn tự thu clip cho biết ở Việt Nam tự do, tôn giáo, nhân quyền, nhà nước không cấm đoán tôn giáo, lên án đám này trục lợi, xin trích nguyên văn. Tôi là A Đảo, mục sư tiên lành ở Sa thầy tỉnh Con Tum, hiện tại đang ở trong nhóm tư gia về sinh hoạt tôn giáo cuối tuần. Phục sinh tôi vẫn sinh hoạt bình thường, chính quyền không cấm vừa qua tôi có nghe mạng đăng tải clip phát biểu tại hội nghị ở bên mỹ điều đó tôi thấy mấy bài phát biểu là sai điều đầu tiên là tôi không còn ở trong hội thánh tin lành đấng trit nữa do đó tôi phản đối aga nhắc đến tên tôi tại hội nghị đó phục vụ tên tuổi hình ảnh của tôi mục đích cá nhân lợi ích của aga nhất là để ghế chống dán ảnh của tôi trong hội nghị đó đây là hành động lợi dụng tên tuổi hình ảnh của tôi nhằm kiếm lời. Tôi không đồng ý việc này, tôi hoàn toàn không biết, không thể hiện ý muốn của tôi. Trước đó, Nguyễn Đình Thắng, AGA, tổ chức xâm rộ quảng bá về việc đám này có chỗ được tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế ở Mỹ, Hội nghị IRF 2022. Thực chất, chỉ cần bỏ tiền mua chỗ là có chân trong ban tổ chức. Đưa ra hai nạn nhân bị đàn áp tôn giáo trong nước, để dương cờ xí, vang rôn, trưng trổ tại hội nghị để vận động quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh vì cái gọi là tự do tôn giáo cho Việt Nam của chúng. Riêng với A Đảo, chúng dựng lên kịch bản lâm ly rằng A Đảo bị cấm xuất cảnh, không được tham dự hội nghị, nên chúng đặt ghế trống và mượn danh nghĩa bàn tổ chức lên tiếng phản đối chính quyền Việt Nam ngăn cản A Đảo tham dự. Không phải tự nhiên A Đảo chỉ rõ chiêu trò đám này lợi dụng hình ảnh tên tuổi của ông ta để trục lợi. Trục lợi ở đây gồm rất nhiều nguồn lợi, được tiếng đấu tranh cho nạn nhân trong nước, được cơ hội làm đề án xin tài trợ của chính phủ Mỹ, được vận động kiều bào góp tiền cho chúng diễn trò, đấu tranh tự do tôn giáo tiếp. Trước đó, A Đảo là thành phần cốt cán trong tổ chức phản động Hội Thánh Tin Lành Đấng Chris do Aga cầm đầu, từng bị đi tù vì câu kết với Aga tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và đời sống khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số để lừa gạt rằng sang Thái Lan đời sống sẽ giàu có, sung túc nhằm thu lợi bất chính. Ngày 18 tháng 8 năm 2016, A Đảo bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang khi đang tổ chức đưa 5 người dân tộc thiểu số xuất cảnh trái phép sang Thái Lan. Cơ quan chức năng cũng thu giữ số tiền 160 USD, 49 triệu 735 ngàn đồng. A Đảo thu lợi bất chính. Quá trình điều tra, A Đảo khai nhận từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2016, Aga đã chỉ đạo A Đảo và Nay Thêm lôi kéo tổ chức 3 đợt đưa 10 người dân tộc thiểu số trốn sang Thái Lan, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Với hành vi phạm tội, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt A Đảo mức án 5 năm tù về tội tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài. Nhờ quá trình cải tạo tốt tại trại giam nên A Đảo được 3 lần xét giảm 11 tháng tù. Ngày 18 tháng 9 năm 2020, ngay khi được ra tù trước thời hạn số chúng đối bên ngoài liên tục lôi kéo mua chuộc a đảo những tố cáo của a đảo cho thấy bọn chúng hiểu về chiêu trò thủ đoạn của nhau hy vọng rằng giờ đây a đảo đã nhận rõ bộ mặt của băng đảng aga nguyễn đình thắng ở mỹ để đừng bị lôi kéo vào con đường phạm tội trở lại